Ê, có cái bài tự thân xuất sắc rồi kìa. Đi coi. Cái này làm gì? Cái thơm chị.
chị ngủ với người yêu của chị. Đáng lẽ phải được nhiều hơn chứ. Tiền ta cũng đã chuyển khoản, mày còn muốn gì nữa? Tôi muốn thêm. Phản bội lần đầu là lỗi của anh. Nhưng để anh phản bội thêm lần này nữa thì là lỗi của tôi rồi.